kể từ ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến nay, đã trải qua chặng đường lịch sử gần 8 thập niên xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng, đã góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vinh dự tự hào là người quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xin tự giới thiệu, tôi Lê Mạnh Quyền, chính trị viên đại đội sửa chữa Lữ đoàn 45 quân khu 3. Hôm nay, tôi xin giới thiệu tới toàn thể các đồng chí cuốn sách của Đại tướng Ngô Xuân Lịch với tựa đề Quân đội Nhân dân Việt Nam chung với Đảng, hiếu với dân. Thưa toàn thể các đồng chí, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành cuốn sách Quân đội Nhân dân Việt Nam chung với Đảng, hiếu với dân của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cuốn sách dài hơn 400 trang với rất nhiều thông tin tư liệu quý về sự phát triển trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử gần 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chung với Đảng, hiếu với dân, phẩm chất hàng đầu của mỗi quân nhân. Cuốn sách gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất, Quân đội Nhân dân Việt Nam chung với Đảng, hiếu với dân, những vấn đề lý luận cơ bản. Phần thứ hai, Quân đội Nhân dân Việt Nam chung với Đảng, hiếu với dân, biểu hiện trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và bài học kinh nghiệm. Phần thứ ba, Quân đội Nhân dân Việt Nam chung với Đảng, hiếu với dân trong tình hình mới. Trong phần thứ nhất, từ những vấn đề lý luận cơ bản, tác giả đã chứng minh rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn vững vàng trong thực tiễn chiến đấu cách mạng, hy sinh phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với vai trò là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tác giả khẳng định, chung với Đảng, chung với nước, hiếu với dân trở thành phẩm chất hàng đầu của người cách mạng và mỗi quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phẩm chất đó là cơ sở vững chắc cho sức mạnh đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân luôn nêu cao ý chí quyết tâm, huy động mọi sức lực và trí tuệ, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ những luận giải trên, trong phần thứ hai, cuốn sách đề cập đến những chiến công, thành tích của Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành cùng dân tộc làm nên những chiến công vĩ đại. Theo đó, ngay sau ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra quân đánh thắng trận Phai Khắt Nà Ngần, mở đầu cho truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chưa đầy một năm sau, quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945, giành độc lập dân tộc, tạo tiền đề cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, quân đội ta có bước phát triển toàn diện, vượt bậc về mọi mặt. Cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, lập nhiều chiến công vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam. Thông qua thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, cuốn sách đã đưa ra những bài học kinh nghiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,
bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đó là những nội dung cơ bản được đề cập trong phần thứ 3 của cuốn sách Quân đội nhân dân Việt Nam chung với Đảng, hiếu với dân của Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Đọc cuốn Quân đội nhân dân Việt Nam chung với Đảng, hiếu với dân của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, chúng ta hiểu thêm rằng để giữ vững phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tình cảm, lòng yêu mến và sự tin tưởng đối với quân đội của nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ và toàn quân phải hiểu rõ và thực hiện cho kỳ được truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, đó là chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề tư tưởng tiêu cực nảy sinh, không để đột biến về tư tưởng. Qua đó, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác nghiêm minh. Mọi cán bộ đảng viên chiến sĩ cần nhận thức rõ quân đội ta là quân đội cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mục tiêu chiến đấu của quân đội chính là mục tiêu lý tưởng của Đảng. Giữ vững niềm tin với Đảng là mục tiêu phấn đấu, là cơ sở để quân đội ta khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.